Cả nhà ơi, thì lâu rồi hôm nay mình mới lại lên sóng nữa cả nhà. Hôm nay á, là tuy là trời á, thì thấy còn nắng nè cả nhà, nhưng mà ban đêm á, là lạnh, sương sương lạnh nó xuống nhiều á, nên là hôm nay mình nói ông xã là thôi quyết định á, là hôm nay còn bao nhiêu trái su, bao nhiêu trái bầu mình sẽ hái hết cả nhà, chứ để hả nó lạnh á, nó lạnh nó bị đông đá đó thì nó không ngon. Nên là hôm nay thì thôi cũng cuối tháng 10 rồi còn gì nữa, thành thử ra là nên là thôi hai vợ chồng mình sẽ đi thu hoạch su su nha cả nhà. Ở đây mình có ba cái rổ tre, ba cái rổ tre. Cái rổ này rất là bự luôn đó cả nhà. Cái rổ này phải nói là cho em bé mà mấy tuổi vô cũng vừa đó nha. Thì cái rổ to nhất này mình sẽ để su. Rồi đây, cái rổ bên đây thì mình sẽ để bầu. Bên đây mình sẽ để mướp. À, có ba cái rổ tre rất là đẹp luôn. Bây giờ ông xã mình ảnh mới đi làm về cả nhà. Ảnh mới đi làm về cái mình kêu ảnh hả đi ra hái su thôi, chứ để tối đó sương lạnh xuống đó, nó chín uổng đi. Cả nhà thì anh nông dân đi thu hoạch su thì phải đội nón su. Đây 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 đây, cái nón này á, là chị Linh vẽ cho chồng mình, là hả là anh nông dân và su đó, trái su có vàng su. Trời ơi, rồi bây giờ là có bao nhiêu cái su là thu hoạch hết luôn cả nhà, chứ để nó lạnh nó uổng đi, thích lắm luôn. Đây bỏ vô đây. Ừ, phải lấy cầu thang thôi đi ơi. Ở bển á, để đâu. Ôi, trái bầu này nè cưng lắm cả nhà. Nó cũng lớn dần đây nè. Nhưng mà mình nói rồi là hả đêm á, là nó lạnh lắm, xương nó lạnh lắm, mà nó cây á, nó giống như đông đá đó, nó mất ngon. Chu cha ông xã ông vác than, trời ơi tôi vác cái này xuống nặng lắm đây. Ơi đây, wow, trời ơi sao mà thích dữ vậy trời. Từ từ anh ơi, cái mạ em hơi không có được à. Hái ơi, đâu đâu mấy cái đó để em leo lên em hái đi. Ờ cái này đó, đáng lý này trái su đôi nè. À, đáng lý cái này Cái á là xu hay là cắt kẹo? cắt không giục lên cái này là đáng lý là su đôi nè, mà một trái nó không động nè cả nhà ơi, đã lắm. Ôi có một trái su rất là khủng đó, trái đó khổng lồ luôn á, coi chừng nha, mà chày xước của em á. À, chừng chày xước, đừng để cho chày xước cái trái đó, khổng lồ để làm giống đó anh. Ồ trái khổng lồ luôn á. Ôi tao nói không biết có lọt không á. Tao nói đừng đừng nương 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 chày rồi, nương 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 chày rồi, nương 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 nương. Trời ơi, ôi nó nặng ơi là nặng luôn, trái này bự khủng luôn á. Mình có nhiều trái bự khủng lắm cả nhà. Rồi giờ cái trái đó làm sao ta? Khi nào ăn người ta. Chứ đút lên cũng không xong mà đút xuống cũng không được hả chồng? Nó sắn vô 1 phần 3 trái, bên này 1 phần 3 trái rồi. Ồ, đó không? Trái bầu này hái luôn đi. Để bên đây. À, cái trái su nhỏ nó để đi luôn rồi. Thôi để luôn Ăn đi. cái đó là cái À, nhỏ luôn. rồi trái này. Ai su đâu, trời ơi nắng chó quá.
con nè. Hôm nay thu hoạch su cả nhà ơi. Núp lùm lắm nha. Đóng đầu quá. Có trái su. Trái su đó bận người khủng luôn. Rất là nhiều. Su đây, su đây. Ai ăn su không? Cái này nó ở chỗ này không có nắng nhiều nên nó hơi trắng trắng. Chỗ nào mà nắng nhiều nó xanh. Ăn vạch lá tìm sâu. Vạch nó có trái bầu nào. Nó núp ở trên đây á, cái lá bầu nó phủ á, nên nó trắng. Cái trái mướp hương bự đâu rồi ta? Nó ít khi nó hay bị lạc lạc ở đâu đây nè anh. Đây 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 đây, trái mướp hương của tôi đó, cưng lắm đó hả. Trái mướp hương đó giờ cắt chứ, còn đây mấy trái nữa nè. Thôi đừng cắt lung tung gãy rồi lỡ trúng cây trái. Mướp hương thấy nó vẫn sống khỏe mà, nghe không, mới nhỏ đây bự rồi. Trời ơi, giờ mướp hương là quá trời. Coi nè, su nè. Thôi mẹ nó, mình lùng quá. Mình thích hái nhưng mà lùng. Được không? Được không? Nhiều lắm. Đây. Đây nè. Giờ bê lại đắng với nặng. Nhiều ở bên đây thì nhiều. Thôi bây giờ hả, vợ chồng mình được thu hoạch nha. Chứ nhiều lắm cả nhà. Một mình ảnh hái. Quá trời cả nhà ơi. Ba trái khổ qua. Có hả? Mà bằng nhỏ bằng hả? Bây giờ vẫn còn ra nữa ha. Cân dễ sợ luôn á. Cứ thử làm sao ha. Cái này bơm hái chưa? Chưa. Đó, trái nó vẫn còn đó. Cũng lớn đó. Ấy, bên đây có trái su của anh. Xanh lè ở đó đây. Đó, xanh lè ở đó. Trời, cái thằng bước kia. Mỗi nhánh trái trái mà nó không lớn. Trời ơi, cái đó là bầu. Trời ơi, bầu đó là bầu mới đó. Bầu sao mới đó mà. Mỗi trái nhánh, mỗi trái nhánh mà. Nó không có như thằng này đó. Y không như, được như, à. Như thằng không có bao tay. Nó được như thằng này là sướng. Này mỗi nhánh mỗi trái mà nó vẫn lớn. Tức á. Rồi bây giờ sao mở trên cái mái này nè, nhiều lắm nè. Hôm nay một ngày thu hoạch su su, hái mỏi tay. Mà hả vẫn còn tươi tốt lắm cả nhà. Nhưng mà là mình kêu ảnh thôi hái đi chứ mình sợ xương nó lạnh nó rồi nó chín đá đó. Sâu sâu nè. Đây. Còn qua qua ra nhiều lắm á. Lớn quá. Trời. Giờ này ảnh nói ở trên đó khổ qua nó ra nhiều lắm cả nhà. Mà giờ này cuối tháng 10 rồi còn gì nữa mà lớn. Trời đất ơi. Thấy thương quá ha. Trái nó cũng bự đó chứ.
Hôm qua cả nhà quá trời, thôi kệ cứ để thử. Nông dân ảnh đang dọn cái đường á cả nhà, để ảnh leo lên ảnh chỗ mái nhà trên đây. Trên đây nó nhiều lắm. Đó. Anh biểu ảnh dẹp đường để anh leo, giống như con nít leo, nó đu qua đu 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 lên mấy cái thềm đó đó, mấy cái vòng vòng đó đó. Ồ không thấy nè, không biết có được không đó cha. Không biết có được không đó cha ơi. Anh nông dân đi hái su mà cực khổ không cả nhà. Đó, bò ở trên vàng đó, thấy chưa? Ồ, thấy tội chưa? Bò ở trên vàng luôn. Ồ, cái vàng cho làm cứng không? Bò lên trên vàng. Trời ơi. Trời ơi, thấy thương không cả nhà ơi. Làm sao mà đưa chứ? Mày đòi lên nữa hả đi? Chỗ đó làm sao con lên? Trời ơi coi thấy cực khổ ghê không cả nhà. Đây. Anh nông dân ở trên vàng đó cả nhà. Thấy tội không? Túc múc ở trên đó. Đó. Thấy thương không cả nhà ơi? Nếu mà thương anh nông dân thì hãy cho vợ chồng anh nông dân một like, một chia sẻ, một đăng ký nha cả nhà. Leo lên tới vàng để hái su luôn cả nhà. Lấy leo xuống đây cả nhà. Thì chỉ có anh nông dân à, ảnh giỏi thì mới vậy thôi. Chứ không giỏi làm sao mà hả như vậy được ha. Cho ảnh 10 điểm nha. Ôi trái bầu ở đây hái luôn anh. Để hái mấy trái. Úi ôi mướp này ra quá trời ba ơi. Mướp hương á. Trái bầu này hái cho em. Ồ cái mướp hương này ra một dây. Bên đây cũng quá trời luôn. Cái gì? Lậm rồi chứ. Nè nước nè uống rồi. Mướp ở bên đây một dây luôn. Đó trái bầu này nó cũng nhậm nhậm của mình. Trái kiwano. Trời ơi thấy thương không? Đây cả nhà ơi, trái này gọi là trái kiwano. Một trái một à. Cuối cùng thì vợ chồng anh nông dân đã thu hoạch được hết tất cả su và bầu cuối mùa cả nhà ơi. Thì hôm nay Huy Bạch Động không biết bao nhiêu cái rổ, thiệt là bự cả nhà. Mà coi nha, trời ơi một rổ đầy ở trong đây rồi nha. Rồi tràn lan ở trên cái mặt bàn này nha cả nhà. Quá trời. Rồi hả trên đó nữa cả nhà. Rồi đây nữa cả nhà. Ôi, rồi đây nữa nè cả nhà ơi. Ta nói quá trời rồi, đây nữa cả nhà, chưa hết. Đó. Quá trời luôn mà coi nè cả nhà. Trái này nó bự khủng luôn á, trái này để giống. Ôi, thấy không cả nhà ơi. Quá trời su su luôn cả nhà ơi. Xong á nó vui lắm cả nhà. Hai vợ chồng á thấy su á, trời ơi coi nè. Quá trời luôn á, mình mừng dễ sợ luôn cả nhà. Rất là happy. Mà này là su này tươi nha cả nhà. Mới vừa hái xong nè. Thì là mình sẽ ngày mai ông xã đi làm sẽ đem tặng cho mấy người làm chung. Wow. Bây giờ anh chụp cho em một tấm thumbnail.